Chuyên mục Tuổi Trẻ Lam Sơn xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chuyên mục Tuổi Trẻ Lam Sơn hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin hoạt động trong thời gian qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, đồng chí Lê Văn Châu, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn đã đến động viên trao quà cho hai nữ tân binh trong đợt tuyển quân năm nay tại huyện Thọ Xuân và Yên Định. Tại buổi gặp mặt hai nữ tân binh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Châu, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn đã dặn dò động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, đồng thời mong muốn các đồng chí tân binh có nhận thức đúng đắn đầy đủ về trách nhiệm nghĩa vụ của bản thân với sự nghiệp bảo vệ quê hương đất nước, luôn cố gắng đoàn kết khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội chính quy, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chiều cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, cũng đến thăm tặng 11 suất quà cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ tại huyện Hà Trung. Trong đó có 5 suất cho các tân binh tốt nghiệp đại học cao đẳng và 6 suất cho tân binh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ đoàn đối với tân binh nhằm khích lệ tinh thần, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chúc cho các tân binh lên đường nhập ngũ lần này chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 3 tháng 2, tại Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2003, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Tại lễ phát động, đồng chí Lê Văn Châu, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh cần tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây, tác dụng của việc trồng cây trồng rừng. Cùng với đó, tổ chức Tết trồng cây với yêu cầu mỗi đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh trồng ít nhất một cây xanh, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp và hoàn thành chỉ tiêu trồng trên 1,2 triệu cây xanh mà nghị quyết Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra. Qua đó thực hiện tốt chương trình Vì một Việt Nam xanh do Trung ương đoàn phát động. Tết trồng cây là hoạt động thường niên thể hiện tinh thần xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ xứ Thanh, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hoạt động về nguồn tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tại chương trình, đoàn đại biểu đoàn khối đã dâng hương báo công tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập. Tại đây, đoàn đại biểu đã được nghe hướng dẫn viên thuyết minh giới thiệu về lịch sử vẻ vang triều Tiền Lê Hậu Lê và hào khí Lam Sơn trong lịch sử dân tộc, được tham quan khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày 27 tháng 9 năm 1930. Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Đoàn khối đã phối hợp với huyện đoàn Thọ Xuân tổ chức lễ bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi cho thiếu nhi tại sân văn hóa thôn Bất Căng 1, xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân với tổng trị giá gần 25 triệu đồng, trao tặng 5 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Hồng. Chương trình hoạt động về nguồn Mừng Đảng Mừng Xuân Quý Mão 2023 để lại nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Mới đây, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trưng bày chuyên đề Vững tin theo Đảng tại khuôn viên của Bảo tàng. Cuộc trưng bày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên các trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Chuyên đề Vững tin theo Đảng được thể hiện trực quan bằng hệ thống pano giới thiệu khái quát những thông tin hình ảnh tiêu biểu về phong trào yêu nước và cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đầu thế kỷ 20. Sự kiện thành lập các chi bộ cộng sản đầu tiên trong tỉnh và thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa năm 1930. Những đóng góp của nhân dân các dân tộc Thanh Hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Qua đó, giúp đoàn viên thanh niên dễ dàng nắm bắt được những mốc son đáng chú ý trong lịch sử hình thành phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa suốt 93 năm qua. Hôm nay con đến đây thì con cảm thấy là rất là vui và thú vị, tại vì là bọn con được trải nghiệm những cái hoạt động rất là hay và tìm hiểu được thêm về lịch sử của nước nhà, những cái chiến công của ông cha ta. Đến đây con được quan sát
nhiều hiện vật, được biết các dấu mốc lịch sử từ thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đến ngày nay, đến đất nước được giải phóng ngày nay. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không làm phụ lòng những thế hệ cha ông đi trước đã đổ xương máu để cho chúng con có ngày hôm nay. Tôi thấy có những cái hoạt động trải nghiệm mà cho các con đi tham quan bảo tàng, được quan sát, được trực quan như thế này thì tôi cảm thấy là rất là bổ ích. Ngoài những cái bài giảng ở trên lớp thì các con được tìm hiểu, được tiếp thu và đặc biệt là ghi nhớ bài học tốt hơn. Và cũng rất là mong rằng các trường, các cơ quan cũng tổ chức cho các con đi tham quan bảo tàng và tìm hiểu về lịch sử để các con ghi nhớ được lịch sử và đặc biệt là các con bồi dưỡng cho các con cái truyền thống của quê hương, cái tình yêu nước, yêu quê hương, xây dựng và bảo vệ quê hương. Với việc không ngừng sáng tạo đổi mới hoạt động trưng bày, tăng cường nghiên cứu sưu tầm, bổ sung thêm các tư liệu hiện vật, kết hợp ứng dụng các thiết bị công nghệ, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh đến tham quan tìm hiểu. Qua đó góp phần giáo dục về truyền thống lịch sử của đất nước, quê hương, về lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, từ đó quyết tâm nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh. Vừa qua, Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2023 cho đoàn viên ưu tú các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Tham gia lớp học có 86 đoàn viên ưu tú các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đây là khóa học được tổ chức đặc biệt cho các em nên thời gian kéo dài từ ngày 4 tháng 2 đến hết ngày 12 tháng 2 năm 2023 và chỉ học vào thứ Bảy Chủ nhật để không ảnh hưởng việc học tập trên lớp của các em. Tham gia lớp học, các em sẽ được nâng cao nhận thức về Đảng thông qua các bài giảng về lịch sử Đảng, cường lĩnh của đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Học tập làm theo phong cách Hồ Chí Minh, các giảng viên sẽ truyền đạt kiến thức, liên hệ sách với thực tiễn, phù hợp với học sinh bậc trung học phổ thông, sử dụng phương pháp và phương tiện dạy học. Qua đó giúp các học viên dễ hiểu bài học, từ đó giúp các em học sinh có động cơ trong sáng, phấn đấu làm đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, các thanh niên công giáo đang nô nức đón chờ ngày hội tổng quân để được khoác trên mình màu xanh áo lính, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong mùa tuyển quân năm nay, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung có 11 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 6 thanh niên công giáo thuộc giáo xứ Kẻ Rùa đã tình nguyện viết đơn đăng ký và trúng tuyển. Cũng như nhiều thanh niên trong xã, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tạm gác lại những cơ hội việc làm phía trước, Vũ Ngọc Anh quyết định nhập ngũ với mong muốn được học tập rèn luyện và trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, đồng thời cũng là để tiếp nối truyền thống của gia đình. Bởi bố của Ngọc Anh từng là quân nhân phục vụ trong quân ngũ tại vùng 4 Hải quân. Quyết tâm lên đường nhập ngũ của Ngọc Anh càng được nhân lên khi anh nhận được sự đồng tình ủng hộ của gia đình, sự động viên khích lệ của cấp ủy chính quyền địa phương và bà con xóm đảo. Xác định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, không phân biệt tôn giáo, vùng miền. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn của mình là góp thêm phần sức lực, trí tuệ của bản thân để xây dựng cho quê hương đất nước. Trong những năm qua, tỷ lệ thanh niên công giáo tham gia nghĩa vụ quân sự ngày càng tăng cao. Nhiều thanh niên có trình độ cao đẳng đại học. Có được kết quả trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp và cấp ủy chính quyền địa phương cùng với Hội đồng Giáo sứ, Đoàn Thanh niên các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên đến độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác hậu phương quân đội, tổ chức thăm tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, động viên các gia đình có con em nhập ngũ. Với sự vào cuộc tích cực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Đoàn Thanh niên các cấp cùng ý thức trách nhiệm của công dân tin tưởng rằng các thanh niên công giáo hôm nay sẽ tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ra sức phấn đấu rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, niềm tự hào và truyền thống cách mạng của quê hương. Chuyên mục Tuổi trẻ Lam Sơn hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.